Thế chị hỏi này, là trao đổi một tí, tức là hỏi một tí để hiểu hiểu về giáo viên với lại học viên hiểu về nhau hơn á, nha. Là hôm đấy là em là gì của chị Hồng nhỉ? Em là em. Em đúng không? Em họ của chị Hồng à? Tại vì như này, tại vì khóa học đăng ký của bên trung tâm á, là của chị Hồng đăng ký, nhưng chị Hồng học khoảng vài buổi thôi nhá, là chị bị bận. Xong ấy thì là không thể, con nhỏ rồi công việc không thể đăng ký học được, xong mới chuyển sang cho em học á. Thì đấy, chị dạy lại cho em từ đầu đúng không? Đấy, thì hôm đấy giờ Đúng. là có hiểu không nhá? Có nhiều bạn ạ. Ừ. Rồi, mình học trường nào ra nhỉ? Mình sinh năm bao nhiêu? Em chia sẻ. 96 đúng không? Ừ. Trước mình có học chuyên ngành gì không? Em học y. Học y à? Có đã tốt nghiệp chưa? Hay đang giữa giữa chừng? Dạ. À, Học đang giữa. y Huế. À, Đại học Y Huế đúng không? Nhưng mà như là mình đang tạm bảo lưu, hình chị nghe chị Hồng nói thế thì mình đang tạm bảo lưu này. Xong rồi về để theo công việc của chị Hồng đúng không? Chị Hồng mở công ty xong rồi mình về để làm kế toán đúng không nhỉ? Ừ, rồi. Thế thì nói chung là mình học thì vẫn cứ học á, xong rồi theo công tác kế toán thì chị sẽ dạy bên này cho mình theo, tức là hôm nay mới đến chương trình khoảng 10 buổi gì đấy mà mình đến được cái nội dung là báo cáo quý. Nhá, chị nhắc lại một tí là báo cáo tháng hoặc quý, đúng không? Tùy từng doanh nghiệp, báo cáo có doanh nghiệp thì kê khai theo tháng, doanh nghiệp kê khai theo quý, em nhớ chưa? Gồm có hai loại báo cáo quý theo thông tư hiện hành. Một là gì nhỉ? Tờ khai thuế giá trị gia tăng, đúng không? Hai là tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Đúng nhỉ? Nhớ chưa? Nói chung là mình kiểu đang sinh viên nên là có thể là nó chưa va chạm thực tế. Chưa va chạm thực tế nên là toàn bộ cái chứng từ trên của cái giáo trình của công ty gì, công ty quốc phục đúng không? Là chị đã dạy hết mình, nói chung là đó là toàn bộ là chứng từ của công ty, của cái công ty quốc phục rồi đấy. Thực tế luôn rồi đấy nhá. Chưa? Cho nên mình cứ coi nó là một cái chứng từ, bộ chứng từ đi để về có thể thực hành thêm với chị. Chưa? Ừ. Thì chị thấy nó có những quá trình mình học thì cũng nhanh đấy, chỉ có cái là mình kiểu chưa va chạm thì nó chưa nhớ lắm thôi nhá. Thì em hôm đấy giờ có trao đổi lại với chị Hồng về tình hình học của mình không? À, Em có chị. hiện đang ở tỉnh nào nhỉ? Em ở Thanh Hóa. À, ở Thanh Hóa cùng tỉnh với chị Hồng luôn à? À, thì có hay Em gặp nhau nhà chị ấy gặp thường xuyên không? À, có hay hỏi thăm về vấn đề học không? à? Có. Ừ. Thì có gì thì em cứ trao đổi với lại với chị, ví dụ như là cái nội dung bài nào mà chưa nắm rõ lắm á, xem có gì nó có vướng cần chị dạy lại hay như thế nào thì bảo trực tiếp với chị dạy lại. Bởi vì quan trọng của mình là kết quả, không quan trọng là cái tiến độ đâu. Tiến độ là một phần nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái kết quả và hiệu quả. Nhất trí chưa? À, nhất trí ạ. Ừ, rồi, thế thì ấy đi. Buổi hôm nay thì coi như là chị kết thúc buổi học em ở đây nha. Để cho em về em ôn lại báo cáo quý, bởi vì sau cái báo cáo quý ok ngon lành rồi thì chị sẽ dạy em phần giá thành nhá. Cái giá thành của cái công ty sản xuất này này nhá. Đó. Rồi, ok em nhá. Rồi, ok nhá. Chào em.